Bí dứa đầu mùa cả nhà ơi. Bí dứa thì nó như một dạng loại bí đao, nhưng trái nó tròn, thì khi nấu canh lên có mùi lá dứa cho nên là gọi là bí dứa. Thực sự mấy năm rồi em trồng bí đao chanh. Bí đao chanh thì trái nhỏ nhỏ thon thon, ăn thì cũng rất là ngon. Năm nay em đổi giống vì năm rồi có người bạn cho ăn thấy ngon, thơm thon thoảng. Bí này ăn mát mà thơm, mùi lá dứa nữa thì thích còn gì bằng cả nhà. Cái này đầu mùa chỉ có vài trái thôi, cho nên trái đầu tiên em sẽ để làm giống, nó tròn, nó tròn ơi là tròn. Nhưng mà mấy trái sau thì không có được tròn. Em thì thích nhìn cho nên em ăn mà cũng hái, cũng liếc tiếc, phải muốn thích nhìn thôi. Cho nên là bữa nay em lấy một trái em ăn thử. Thì cái trái đầu tiên là lúc nào em cũng để giống vì trái đầu tiên nó đẹp. Bất cứ trái nào cũng vậy, đầu tiên làm để giống hết. Thì đi dọc xuống đây thì được chắc cũng 5-6-7 trái gì cả nhà. Mùa bị gì, hôm nay chỗ em nó mưa đó, cho nên là nó bị chạy nụ, nó rụng quá trời luôn. Còn mười mấy trái rụng, nó vàng á, tiếc, liến tiếc, dễ sợ luôn. Nhưng mà hy vọng nè, nó vàng vậy nè cả nhà. Hy vọng là đợt tới mùa hoa này nó không có bị mưa thì nó giữ được nhiều, em được nhiều trái. Nè em hái một trái vô, nó gọn cả nhà, nhưng mà nó rất nặng. Xung quanh nó hả, lông nhiều lắm luôn, cầm mà bị đau tay luôn á, nó khó chịu, cảm giác hơi bị cứng á. Rồi em hái vô nè, tuy là nhìn thấy nó gọn đẹp vô cả nhà, vừa đẹp vừa thơm vừa ăn ngon thì còn gì bằng cả nhà. Thì em hái vô một trái đang thử cái trái bí dứa lần đầu tiên mình trồng. Em gọt vỏ, bào vỏ hết, em rửa ra. Cả nhà thấy nhìn nó xanh ngon hay không? Thực sự trái bí bầu mướp gì hết, khi cả nhà muốn ăn cứ ăn non, nó sẽ ngon. Nè cả nhà nhìn hột nó non nè, em cắt giống như dưa hấu á cả nhà. Cắt ra cái mùi của nó thơm giống là dưa hấu non ở Việt Nam mà ngày xưa hồi còn nhỏ cả nhà. Nó có cái mùi non đó, thơm lắm. Nhưng mà khi mà nấu lên á thì nó mới có mùi lá dứa thoang thoảng. Nói chung là ngon. Em sẽ giữ giống này em trồng và đổi cái giống bí đao chanh đi. Cái nhất là tròn, thứ hai thơm, ăn mát, còn gì bằng cả nhà nữa. Nên có một cái dây bí dứa để mà ăn, vừa nấu chè nước mát ngon lắm cả nhà ơi. Nhất là nó nè, nấu canh xanh lên ha cả nhà ha. Chén nước mắm ớt em nấu với sườn, trời ơi nó ngon thì thôi luôn á cả nhà, ngon lắm luôn á. Bí để lâu nó không có hư cho nên nên trồng cả nhà ơi.